vâng và thưa quý vị tiếp theo chương trình như thường lệ sẽ là tiểu mục chuyện tối nay của ngày hôm nay thưa quý vị từ năm 2017 bộ giáo dục và đào tạo tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông theo hình thức trắc nghiệm khách quan với các môn trừ môn ngữ văn thời điểm đó thì cũng đã có những loại loại hình lo ngại về hình thức trắc nghiệm sẽ không thể hiện được ở mặt tư duy của học sinh và có thể dẫn đến việc học sinh phụ thuộc vào máy rồi mới đây thì vấn đề này lại một lần nữa được nhắc lại khi một chuyên gia về toán học cho rằng thi trắc nghiệm như hiện tại bóp chết môn toán chứ không còn là ảnh hưởng nữa bởi môn toán đòi hỏi sự tư duy logic đòi hỏi về sự hệ thống quan điểm của vị giáo sư này đã tạo ra hai luồng ý kiến trái chiều người thì đồng tình trong khi đó thì không ít người thì cho rằng là cả hai hình thức tự luận trắc nghiệm đều có những ưu nhược điểm riêng và để có thể bàn luận về nội dung này ngày hôm nay tại trường quay của chương trình chào buổi tối xin được mời quý vị cùng gặp gỡ khách mời là tiến sĩ lê thống nhất Xin chào tất cả các bạn đang theo dõi chương trình. Vâng ạ, xin cảm ơn tiến sĩ đã dành thời gian tham gia chương trình ngày hôm nay. À, như vậy là sau 7 năm áp dụng hình thức thi trắc nghiệm môn toán tại kỳ thi trung học phổ thông thì à, chủ đề này à, lại đang thu hút rất nhiều những ý kiến trái chiều khác nhau. À, có ý kiến cho rằng là cái việc mà thi hình thức trắc nghiệm đã bóp chết môn toán làm hỏng đi tư duy học toán của các học sinh. Vậy thì à, quan điểm của tiến sĩ như thế nào về vấn đề này? Chúng ta có thể hình dung rằng là ngay từ khi mà Bộ Giáo dục Đào tạo chuẩn bị cho triển khai cái hình thức khi thi trách nhiệm môn toán thì đã có một nhà toán học đã phát biểu và đã có sự tranh luận ở trên truyền thông rồi. rồi đến năm 2019 thì lại một vị đại biểu quốc hội phát biểu về chuyện này nữa và cũng lại có cuộc tranh luận ở trên truyền thông và lần này thì là một nhà toán học lại nêu lại vấn đề và nêu ở cái mức độ là căng thẳng hơn tức là bóp chết chứ không nói là ảnh hưởng nữa. Thì về vấn đề này thì theo quan điểm của tôi là một nhà giáo dục toán học, tôi không phải là nhà toán học mà nghiên cứu về giáo dục toán học. Thì chúng ta phải nhìn một môn học ấy có bị bóp chết hay không ấy là chúng ta phải nhìn cho nó đầy đủ. Thứ nhất là chương trình môn học. Thứ hai là sách giáo khoa các cái tài liệu của môn học. Thứ ba là cái phương pháp giảng dạy của các thầy các cô với cái môn học ấy nó như thế nào. Rồi các cái kỳ kiểm tra đánh giá học sinh suốt từ lớp 1 cho đến lớp 12 là thực hiện như thế nào. Một năm học các em cũng có những kỳ kiểm tra đánh giá. Lúc thì 15 phút, lúc thì một tiết, lúc thì thi học kỳ 1, học kỳ 2, thì cả năm. Thì mình nhìn toàn bộ cái quá trình ấy, thì mình mới biết được là cái quá trình giáo dục bộ môn toán cho học sinh ở Việt Nam chúng ta. Dù là chương trình hiện hành hay là chương trình theo chương trình giáo dục phổ thông mới 2018, thì chương trình môn học bao giờ cũng đề cao môn toán với cái số lượng tiết mà phân phân bố cho môn toán này là bao giờ cũng là môn được ưu tiên kể cả hai chương trình hiện hành hay là chương trình mới thứ hai nữa là các cái thí dụ trong sách giáo khoa môn toán đều giải bằng phương pháp tự luận một cách đầy đủ từng bước và trong các kỳ kiểm tra nếu như phụ huynh mà có con em học từ lớp 1 lớp 12 có thể biết là trong các kỳ thi kiểm tra chúng ta cũng đánh giá học trò chủ yếu bằng phương pháp tự luận kỳ thi chuyển cấp thi vào 10 là chúng ta thi môn toán tự luận. Đó. Một số các kỳ thi học sinh giỏi chúng ta cũng thi tự luận. Sau này thì một số kỳ thi có đưa thêm vào một vài câu hỏi trắc nghiệm có tính chất là làm quen chứ không phải là chú trọng vào trắc nghiệm. Duy nhất chỉ có một kỳ thi cuối cùng của phổ thông đó là kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông là Bộ Dục Đào Tạo đã triển khai về cái hình thức thi môn toán bằng trắc nghiệm được 7 năm nay vậy bây giờ đứng về mặt khoa giáo dục mà nói không phải tự dưng là sinh ra hình thức trách nhiệm chúng ta biết rằng là để đánh giá để đo lường trong giáo dục đối với kiến thức của học sinh đối với năng lực học sinh người ta thường là thi viết rồi thi vấn đáp Đấy, và kể cả đánh giá qua các dự án mà học sinh làm thì trong cái thi viết thì có thi tự luận và thi trách nhiệm thì thi tự luận hay là trách nhiệm hay là vấn đáp thì đến bây giờ thế giới người ta nghiên cứu đã, đã tổng kết rồi ưu điểm là gì, nhược điểm là gì và phải nói là không có một hình thức thi nào là tuyệt đối yên tâm và đảm bảo về đánh giá. Cho nên đôi khi người ta cũng phối hợp. Tuy nhiên để mà xác định sử dụng hình thức nào, chúng ta phải biết được ưu nhược điểm. Tôi nói chẳng hạn bây giờ tự luận thì nhiều người cho rằng là là tự luận để mà thi để phát triển tư duy, nhưng mà thực ra chuyện phát triển tư duy ấy là khi anh dạy học khi tôi nêu một bài toán ra, tôi dạy một khái niệm, tôi dạy một định lý, đúng không? Ứng dụng các định lý là chúng ta đang dạy tư duy. Còn quá trình kiểm tra lại cái thành quả mà chúng ta dạy nó như thế nào thì lúc bây giờ mới nói đến gọi là hình thức thi. Thế thì thi tự luận như trước đây chúng ta hình dung nó có một nhiều điểm rất lớn. Thứ nhất, học lệch, học tủ. Đấy, biết bao nhiêu lò luyện thi nói là dạy chúng tủ. Một học sinh bình thường thôi nhưng chúng tủ được bài khó, tự dưng nghiễm nhiên là lên điểm cao chưa kể yếu tố chấm phụ thuộc vào con người có những giáo viên mà đọc lời giải sai của học sinh có thể là từng đúng trong toán có những lời giải sai tinh vi chẳng hạn thì trong một thời gian chấm như vậy chưa hẳn là chấm đúng chưa nói là tiêu cực gian dối cố tình nâng điểm cho thí sinh vì vậy cho nên là trong cái xu hướng của khảo thí người ta muốn tách con người ra để cho nó khách quan thì cái hình thức trắc nghiệm ra đời và những tổ chức trên thế giới mà nghiên cứu và tổ chức các kỳ thi nghiệm ấy là đã ra đời từ thập kỷ 40 của thế kỷ trước. Thi trắc nghiệm thì thi kiến thức rộng hơn. Nếu mà tôi muốn kiểm tra học sinh kiến thức rộng hơn, tôi sẽ sử dụng trắc nghiệm. Thi trắc nghiệm là hoàn toàn chấm, có thể là chấm bằng phần mềm, bằng các công cụ khác không phụ thuộc gì vào con người và chấm rất nhanh trong một thời gian ngắn. Vì vậy cho nên là khi xác định kỳ thi tốt nghiệp chỉ là một kỳ thi sát hạch có đủ kiến thức tốt nghiệp trong học phổ hay không, không phải là một kỳ thi tuyển sinh thì bộ giáo dục đào tạo mới đưa ra pháp trắc nghiệm cho gần một triệu học sinh thì việc lựa chọn thi trắc nghiệm là chính xác còn bản thân hình thức thi của kỳ thi tốt nghiệp không đủ sức mạnh để bóp chết một môn học bởi vì chúng ta đã đào tạo cả một quá trình và đánh giá suốt quá trình và nếu như những em nào mà không theo được quá trình này thì thậm chí các em là không đủ điều kiện thi tốt nghiệp như vậy có nghĩa là được đánh giá trong suốt 12 năm và bây giờ là anh đủ điều kiện thi tốt nghiệp có nghĩa là các cái bước rèn luyện chúng ta xong rồi và chúng ta thi trắc nghiệm với một gần triệu học sinh vừa đảm bảo khách quan vừa đảm bảo về mặt thời gian thì theo tôi là thi trắc nghiệm nó không gây ảnh hưởng không bóp chết môn học nào còn môn học nó chỉ chết khi nào khi mà chúng ta bế tắc về phương pháp giảng dạy môn học đó không có ích lợi gì cho cuộc sống thì môn học đó sẽ chết còn bản thân cái kỳ thi cuối cùng ấy không bóp chết được môn học nào Vâng ạ, à, như vậy là với hai từ bóp chết bộ môn vâng. toán với hình thi trắc vâng. nghiệm là hoàn toàn không phù hợp với tình huống này. Hoàn à, toàn là hoàn toàn đấy là cực đoan, suy nghĩ cực vâng. đoan hoàn toàn. Bởi vì nhà như là tiến sĩ đã vừa chia sẻ ừ. thì chúng ta có thể đánh giá ừ. một cái sự giáo dục cho một bộ môn Đúng và rồi. ở đây là giáo dục bộ môn toán, chúng cả ta quá cần trình. phải đánh giá cả quá trình. À, như là tiến sĩ đã chia sẻ là từ lớp đến từ lớp 1 cho đến lớp 12 và riêng là hai cái hình thức tự luận và hình thức thi trắc nghiệm thì đều Đúng có những cái tính ưu nhược điểm riêng và chúng ta cũng nên lựa chọn Đúng một hình Hình thức có cái tính ưu điểm hơn, đúng bao rồi. quát hơn. Đúng. À, có người thì chia sẻ là môn toán thì à, đòi hỏi là phải có tư duy logic, có tính hệ thống. À, cái hình thức trách nhiệm như là một sự lựa chọn ngẫu nhiên, à, làm sao có thể đánh giá được kiến thức đúng? Vậy à, tiến sĩ nghĩ sao về quan điểm này? Bây giờ chúng ta phải hiểu đúng đây này là nói đến ngẫu nhiên chúng ta phải hiểu nó liên quan đến khái niệm là xác suất đúng, ừ. đúng không? Và như tôi nói là lĩnh vực khảo thí mà người ta nghĩ ra phương pháp thiên nghiệm ấy, nó là một khoa học giáo dục. Không phải là thích mà là người ta phải nghiên cứu từ thập kỷ 40. Bây giờ tôi thử đặt một câu hỏi như thế này. Thứ nhất là tại sao những kỳ thi lớn của Mỹ, mà thậm chí học sinh Việt Nam mình ta có tham gia thi để lấy học bổng vào trường đại học. Nó, là nó còn quan trọng hơn cả một kỳ thi sắp hạch như là kỳ thi công nghiệp. Thí dụ các kỳ thi là SAT, ACT là thi trắc nghiệm. Họ chỉ khác mình một điều là chẳng hạn đối với kỳ thi SAT để mà lựa chọn học sinh vào các trường đại học của Mỹ là người ta chia làm hai phần một phần là trắc nhiệm được sử dụng máy tính cầm tay và một phần không sử dụng máy tính cầm tay, đấy nó khác như vậy. Kỳ thi tốt nghiệp trung học của Trung Quốc hay của Nga đều thi trách nghiệm, đấy. thì tại sao họ lại thi? và thực sự là nếu mà gọi là để bóp chết môn toán như vậy thì thực sự các nước nó không tin. rồi kể cả những kỳ thi học sinh giỏi như là kỳ thi Kangaroo về toán, thì đi sát mô về toán thì cũng là trắc nghiệm. tuy nhiên phải nói là như kỳ thi Kangaroo thì họ khác mình là không phải là chọn một phương án đúng trong bốn phương án mà phải họ chọn một trong năm phương án đó chứ như vậy là cái số phương án tăng lên thì cái số mà may rủi đó dần dần nó nó sẽ bị giảm đi Đấy. rồi kỳ thi sắc mô về toán học sinh giỏi đa hóa có 15 câu hỏi trắc nghiệm là chọn một trong bốn phương án nhưng lại có thêm 10 câu hỏi trắc nghiệm nữa là theo kiểu điền khuyết thì anh phải biết kết quả anh mới điền được vào thì rõ ràng không hữu họa nữa còn nói chuyện hữu họa để được điểm cao, ngẫu nhiên mà được điểm cao thì chúng ta phải hình dung cái này. Chẳng hạn như đề thi môn toán trắc nghiệm của tốt nghiệp trung học phổ thông là trong 90 phút các em học sinh làm 50 câu. 50 câu. Xác suất để đúng được một câu nếu ngẫu nhiên là 1 phần tư. Và đúng để được 10 điểm thì xác suất của nó là 1 phần tư mũ 50. Thì nếu em nào mà ngẫu nhiên mà được 10 điểm thì như tôi nói là em đã trúng xổ số, số đặc biệt. Vậy thì liệu rằng là giáo viên hay là phụ huynh có dám để con mình đi thi để chọn ngẫu nhiên để có điểm trong kỳ thi chắc nghiệm hay không? thì trên thế giới người ta đã khẳng định chuyện may rủi đó không bao giờ có một xác suất để mà anh thay đổi được. thí dụ bây giờ một hai câu may rủi thì có thể được nhưng mà chúng ta nên nhớ rằng là vì số lượng câu là 50 yeah. cho nên nếu mà may rủi được một hai câu thì nó chỉ làm thay đổi 0,2 đến 0,4. Trong khi đó nếu chúng tụ một câu tự luận thì có thể được ngay một điểm. Giáo viên chấm ra lận có thể nâng điểm cho học sinh mấy điểm. Thì nếu mà so độ sai số thì tôi nghĩ rằng là môn trắc nghiệm, thi trắc nghiệm người ta vẫn có một cái là niềm tin trong đánh giá hơn. Và có những kỳ thi nghiên cứu sinh người ta cũng trắc nghiệm. Đánh giá tư duy rất cao hơn là kỳ thi tương hợp trong học người ta cũng trắc nghiệm. Rồi các chứng chỉ ngoại ngữ như IELTS là thi trắc nghiệm. Đấy phương pháp trắc nghiệm ra đời đã được các tổ chức khảo thí thế giới sử dụng và rõ ràng nó đưa ra những kết quả đánh giá là chính xác. Tuy nhiên để làm tốt điều này chúng ta còn phải nói về cái chuyện làm sao để tốt được như nước ngoài người ta làm. Vâng, vâng. ạ, một lần nữa xin được cảm ơn những thông tin à. chia sẻ của tiến sĩ Lê Thống Nhất. À. Và thưa quý vị, với nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chương trình chào buổi tối ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.